này cái này hoa kẹt. Cái này là cái cá. 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 Cái này tiêu đồ bánh với đồ bếp. Rồi, chào tất cả mọi người. Hôm nay thời tiết ba đồn của mình rất là lạnh. Bọn mình đang dẫn gia đình đi review một cái quán với một tên gọi là Minh Sô quán. Ở đây là ẩm thực của Hàn Quốc. Bọn mình muốn rất là ngon. Như ba chỉ, sườn bò nữa. Và các món lẩu của Hàn Quốc. Trời đang lạnh nên bọn mình rất thích ăn những món ấy. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng. Mọi người nhôm mà giò nước dài. Thật tốt của em chứ. Đi review và quả sẵn. Thôi đi cắt đi. Em bánh kia đeo về em cắt. Chú đúng không? Bức gà của cô cao á. Đây. Wow, chào ơi. Mẹ bây giờ chơi với bà đi. Chúng chí mới về đi ăn thịt. Chúng chí thì đều ngon. Để thưởng thưởng thức hả? À, đi ra với mình thưởng thức cùng với cả coi gì đó cái này răng ra. Lâu lâu phải đi thay đồ vậy chứ nào. Đó là chuyện của mình này. Đó là những cái mùi bẫy hấp dẫn đó. Để nhà anh nhắc quá nha. Em chưa ăn mời thử đến đó. Mình ly nữa cho ẩm ngươi. Hả? Đi nào. Cầm phải chết luôn ăn môi nữa. Mày đỏ trong tay mẹ có thêm mấy đứa mẹ lớn trong quán đây. Thôi. Bé giọng nó thật. Mua thuộc quần à. Không ăn tiếng được rồi. Đi đủ đi đó. Đi đủ như vậy. Hai người đều đi là đủ. Cắt nhỏ nhỏ, cắt miếng bư. Ăn phải tối chứ. Ăn đi, bây giờ đi Hàn Quốc kiếm em thử cái đó đấy. em bảo đi chứ, em nói được trong tiếng Hàn Quốc không? Rồi đã nói anh qua đi nói chuyện Hàn Quốc anh chị. Quân đó, quay ra một cái quân đó. Quà chào vậy. Cái này quay bọn mấy bọn. Đi đúng không? Đúng cách thường phải đấy. Có cái đi hè. Cái miếng không ăn bó thì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây này, đây này. Đây con đĩa này, đây này. Đây, thì ăn là chúng ta phải bỏ một miếng cải đây này. Bỏ miếng trứng chiên này. Đây. Cái gì bỏ à? Còn thêm là một miếng anh tây này. Có hả? Rồi. Bỏ cho ăn tắc gì đi. Tùy theo anh ăn gì ăn nhá. Đây. Mình bỏ mồm cạp này. Chấm này. Vừa đủ ăn. Quá nóng. Ăn cố đi quá. Ăn đồ Hàn Quốc là bông phải nhòn như người Hàn Quốc à. Bông. Người Hàn Quốc ăn trên gỗ rồi đó. Ê, sườn và đây là món sườn sườn bò đường kiểu Hàn Quốc, gia vị của Hàn Quốc lên nha. Còn có cái con bắp sườn mình ống là tao vừa ví vừa được nữa, tao vẫn tròn nữa. Ông chủ đi là người Việt thôi, mình đều là người mặt đỏ. Anh vẫn người Việt chắc nghe. Bây giờ còn lòng cái gì mít? Nhưng có thể là con khác. Anh ở bên Hàn Quốc lâu rồi. Ngon ạ. Đây là món sườn bò nữa rồi. Kiểu Hàn Quốc nha mọi người. Đây. Đi ấy thì nổi chứ. Để mất quấy. Mỗi người anh nổi để mất quấy đi. Dạ chào. Chị thì mọi người đây là anh có là chủ quán của Minh Sô Quán. Và sau khi là món sườn bò đá thì coi như là món ba chỉ là một tao thích chấm cuốn nhưng thèm này đáng nói để chấm lên đó đúng là cho ba được sống muốn nuôi là cả nhà ăn đủ đó mà anh mình được kiểu hai nuôi mày mà kêu hai nồi là chị rồi mẹ bới về chị chụp cho lùng bí gói hàng ai nhớ mà lùng bí nó nhổm đấy thế chụp hàng mình có rồi chúng ta mình phải lượt xuống nhé không ai lượt lên là lượt xuống chị vô ngoài chị ăn chị vô thôi ngoài ra đang toàn ở đi ai à nè múc lên toàn ở mình chả không cay à cay cái cây này ở cho vui không cay mình đi có phải cánh nó ngó này thơm cả rồi đến cây chúng tôi cơm bánh được cơm cuốn là gì cái này còn mình cơm bánh ngon được cơm để dập ra xí thẳng cùng lúc mình chỉ mình ăn mảnh cơm cuốn cái này chấm nước cơm cái này họ ăn cơm nó mấy rồi xí cơm bỏ rau vào đây mà để đi đá cho hè nửa hè thôi đi là thôi đi món ngon thì này lên đem mà có thịt nữa hệ ừ nó để ăn thịt xong rồi chứ. Ừ mà. Wow. Cơm nóng đó đây này. Wow. Ngon. Wow. Rồi. Chút ăn đấy. Chấm đây luôn à. Cứ ăn kiểu gì á? Ăn cái gì á? Bởi vì mình thường thấy quán gì về quán ghế em á. Đâu có. Thì ăn được hai quán cho mày không thôi. Chứ mày ăn được hai quán. Bởi đá thôi mình ăn quán mua là mình mua là gì đi chế. Nói như là phần thưởng thức món cấm cuốn Hàn Quốc. Chấm chi châu. Bỏ mấy ớt lên nữa. Wow. À.
Ngon. Đúng chuẩn vị Hàn Quốc. Quá tuyệt vời. Làm mẹ nó đấy. Tựa tao rồi mẹ. Người ăn mình quá, khó quá. Ê, cơm cánh bình thường hay cơm cánh cá thế này? Sau đây mình xin kết thúc chuyến review của quán Minh Châu Quán. Đồ ăn đấy rất là ngon. Thức ăn trên bàn thì đã hết. Như cũng ăn uống chị em thì nó sai cả rồi. Chứng bị nói gì nè. Cảm thấy rất là ngon. Con đại sướng rồi đấy. Nó đây giữ lên nhìn nó sướng rồi. Sướng mơn khởi vẫn còn mệt luôn đấy. Chào tạm biệt các bạn đây hè. Mong các bạn từ đây ủng hộ. Chào tạm biệt các bạn và hẹn các địa chỉ review các quán tiếp theo. Đường Trương Đạt. Đường đi chứ có đi trên đường. Có. Đường trong trường anh đi, đường mới có tên đường ngay. Trên mạng có cái đường Phan Trung Trinh. Chưa gắn đường. Đường Trương Đạt. Có số nhà hay không? Số nhà có chứ không. Thôi. Cứ nói đi. Cái đuôi nó bị cả rồi. Đấy mới cần bản mình cho nơi khác biệt thôi chứ.